Những con rối mô phỏng Elmo, Big Bird và Cookie Monster, những nhân vật đã trở thành biểu tượng văn hóa trên khắp thế giới, đi vòng quanh khắp công viên, giao lưu với trẻ em và tham gia diễu hành. Công viên có 18 trò chơi theo chủ đề Sesame Street và các trò chơi dưới nước bao gồm tàu lượn siêu tốc, hồ bơi tạo sóng và dòng sông lười. Một trong những điều đặc biệt là mọi người có thể đến đây với gia đình của mình và cùng nhau trải nghiệm chuyến đi, các trò chơi và các cuộc diễu hành. Mọi người sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đây. CCM Street nổi tiếng về những chú rối Muppet do Jim Henson sáng tạo. Chương trình được chiếu lần đầu tiên vào ngày 10 tháng 11 năm 1969 và là chương trình thiếu nhi lâu đời nhất trong lịch sử truyền hình.